5.000 viên canh. 6 đô một linh. Gì? 6 đô linh. Ok, 6 đô linh. Mua giùm anh đi. Sáu đô một gì? 1.000 đúng không? 5.000. 5.000 view đúng không? 1.000 là một đô. Rồi 5.000 là 6.000. Ok, mua cho. Đô view cho. Mua tốc độ gấp nha. Mua tốc độ nhanh. Nó cũng tầm đấy. Xe nhỏ lên rồi. Một thằng em mua nhiều, em đặt nhiều lên. Một lệnh thôi. Nó phải chạy không là nó nổi. Ok, nhầm một lượng lên. Chạy 5.000 chắc. Thăm đợi trong vòng 6 tiếng nha. À không, có nghĩa là từ nó bắt đầu phải không. Trong vòng 6 tiếng chứ 6 tiếng đúng không? Rồi. Hấu hành là 30.000. Còn thuộc thì robot vô đi. Cái này em có làm việc cái lên thì ví dụ hệ thống của mình chạy được rồi đúng không?
Hùng ơi, trước khi em chạy em bật lát cho nó lên trước em ạ. Sau bật lên nó lát á. Máy chạy
một máy. Của Billy ấy, hả? Còn anh bây giờ ý anh Tuấn thì sao thôi?